Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại đến với tựa game Counter-Strike. Thì ok, trong đêm hôm nay chúng ta sẽ nói về bản update vào ngày mai nha anh em. Thì theo mình mặc định ấy, thì có lẽ là thứ năm hàng tuần anh em ạ, thì game sẽ update đấy. Thì ok, anh em biết xem update ở đâu thì anh em sẽ vào phần chú ý này đấy. Xong anh em sẽ thấy là cái thông báo cập nhật này đấy. Và vào khoảng là từ 6 giờ 8 giờ ngày mai nhé là game sẽ update. Thì ok, update ngày mai có gì? Thì như mình dự đoán là ngày mai chúng ta sẽ có một con nhân vật mới, chính là Yomina Awakening nha anh em. Đấy. Mình đoán đâu sai đâu, khi mà cái banner mà Awakening Hideo nó hết rồi đấy thì chắc chắn là con Yomina nó sẽ ra. Đấy. Ngon lạnh liền. Mình nhớ anh em nào kiểu muốn hóng lắc hoặc là video gacha thì ngày mai mình sẽ làm nha anh em. Nhưng mà anh em sẽ xem thử là giữa bắt leo và mình thì ông nào sẽ may mắn hơn nha. Thì theo mình tính thì chắc là mình sẽ xui hơn anh em ạ. Vì lần trước mình đã có được con Awakening Hideo rồi. Đấy. Nên là lần này chắc sẽ tập hơn anh em ơi. Ok. Rồi thì ngày mai chúng ta sẽ có gì? Theo cập nhật thì ngày mai chúng ta sẽ mở chế độ khó của S5 nhé anh em. Đấy, nhiệm vụ chính tác chiến chế độ khó nhé. Thì anh em mà đánh xong mà chế độ dễ rồi đấy. Vào phần tác chiến này xong vào phần xu hướng nhé. Đây. Khi anh em đánh xong chế độ dễ rồi, chế độ bình thường ấy thì hiện tại là vẫn chưa chở chế độ khó đúng không? Thế thì ngày mai nó sẽ mở chế độ khó cho anh em đánh. Đấy. Rồi anh em cày, anh em mà thích cày cốt truyện nữa thì anh em có thể đánh chế độ khó để anh em kiếm thêm kim cương. Nói chung là đánh cốt truyện cũng là một nguồn thu nhập kim cương khá là ổn định anh em ạ. Trừ khi vẫn còn cốt truyện để anh em đánh nhé. Ok. Tiếp theo chính là về bản đồ thế giới, thì bản đồ thế giới lặn nó bị reset rồi anh em ạ. Thì nó đã reset vào ngày hôm nay chứ không phải là đợi ngày mai luôn anh em ơi. Đấy, nó đã reset mà ngày hôm nay luôn nên là bây giờ anh em có thể bắt đầu đi lặn lại được rồi. Và lặn là một nguồn kiếm vàng vĩnh cửu khá là ổn định nha, trong giai đoạn mà lúc mà lặn mới vừa ra nha anh em. Đấy, anh em là thiếu vàng vĩnh cửu có thể vào lặn nhé. Và như lặn sẽ tốn thông tin nên là anh em nhớ xài thông tin cho đủ nha. Đấy, những anh em nào mà kiểu lấy thông tin đi ship chồng thì có lẽ bây giờ không đủ thông tin đi lặn đâu. Rồi. Tiếp theo chính là về tác chiến, là chúng ta có thể trải nghiệm Yomina thức tỉnh mới. Đấy. Về nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có một nhiệm vụ giới hạn tăng trưởng của Yomina thức tỉnh. Đấy. Về tuyển dụng thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có một cái banner về Yomina và một cái banner riêng cho Nahara Chifuyu. Thì anh em không biết Nahara Chifuyu là con gì thì mình sẽ cho anh em xem. Thì Nahara Chifuyu là một con nhân vật phải nói là cực kỳ bá đạo trong cửa game này, nhưng mà có lẽ là hơi xui cho em, thì từng này em mới ra banner nhưng mà em đã bị ăn hai ban rồi anh em ạ. Nên khá là nhỏ cho em anh em ơi. Em đâu nhỉ? Mình kiếm em cho anh em xem nè. Đây, Nahara Chifuyu, một con nhân vật phải nói là khá là mạnh trong việc mà đè bẹp dạng tăng đối phương với kỹ năng là giảm đép. Đấy. Cực kỳ ngon luôn, nhưng mà có tuần này bị ăn hết hai bang rồi nên là ra bên nơi em cho hơi xui cho em rồi nè. Mình chỉ mong là tuần sau em sẽ được thả ra nha anh em. Ok, rồi tiếp theo chính là trong cửa hàng thì mình sẽ có hai gói mới dành cho những thanh niên nạp tiền. Đây là gói tiện dụng tối mật của Yomina, cũng giống như là lúc mà con Lizzo nó ra thôi, và còn Awakening Hideo nó ra. Đấy, thì sẽ ra hai cái code mới. Tiếp theo nó là về gói tăng trưởng kỷ niệm cập nhật của Yomina. Đấy, đây là hai cái thứ mà những anh em nạp tiền nên quan tâm, còn những anh em mà kiểu chi free thì không nên quan tâm làm gì, cứ bỏ đi. Đấy. Rồi thế là, sau đó là về sửa lỗi thì cũng là khắc phục bản dịch thôi. Đấy. Nói chung là bài cập nhật trong nay chủ yếu là tập trung về Awakening Yomina, cũng như là về việc reset lặn này, thêm mở chế độ khó của cục điện chính. Đấy, còn lại là mấy cái khác là chỉ liên quan đến việc nạp tiền, lắp lại các kiểu thôi. Ok. Và như anh em nào nhiễu mong về tem lính ấy thì có lẽ thường này là không ra nữa anh em ơi. Có lẽ chắc đợi tận tháng sau hoặc là tuần sau nữa tem lính mới ra anh em ạ. Mặc dù là nó nhá hàng là tem lính sẽ ra rồi, nhưng mà hiện tại là tầm 2-3 tuần rồi tem lính chưa ra. Nên nhiều lúc mình cũng hết hy vọng rồi. Nhưng anh em mà nuôi tem lính bây giờ chắc cũng sắp hết hy vọng rồi đấy anh em ơi. Nên em nên cái nghĩa là nên tập trung vào build tem Titan hoặc là bơi counter đi. Thì thường này là Hideo này. Hideo, Ken, Kale và Ul đang tung hoành ngang dọc trong cái PvP anh em ơi. Mình đánh tầm cảm mình rớt xuống 2000 rồi anh em. Mình giờ mình để AT auto luôn chứ mình không quýnh nữa anh em ơi. Mình lười quá. Gặp Hideo với lại Kale, Ul là quýnh không nổi anh em ạ. Trong khi con mình ấy thì mình đã chả có Ul anh em ơi. Nên là quýnh cực kỳ khó luôn. Ok, thì đây là thông tin chi tiết về cập nhật ngày mai. Thì ngày mai là anh em muốn xem gacha ấy thì nên để chuẩn bị sẵn mũ nguy hiểm cũng là bắp rang để xem mình nổ gacha ra vàng nha anh em. Có khi là tạch ray giống bữa trước rồi sao. Ok. Hello, chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.